Xin chào tất cả các anh chị ạ. Các anh chị thấy thị trường trong phiên ngày hôm nay như thế nào ạ? Có anh chị nào đang lo lắng về cái xu hướng của thị trường chung hay không ạ? Và không biết là tài khoản của các anh chị trong nhịp này thì có tăng tốt hay không? Thì các anh chị có thể comment và chia sẻ với Thế ở dưới video này nhé. Thì hôm nay Thế xin cập nhật lại với tất cả các anh chị về xu hướng của thị trường chung. Thì nhìn chung là không có những cái sự thay đổi quá lớn. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng thị trường có những mức tăng tích cực vào đầu phiên sáng. Tuy nhiên là áp lực điều chỉnh rung lắc thì cũng đã xảy ra phiên chiều, nhưng đóng cửa vẫn ở quanh mức tham chiếu. Chỉ số VN Index chỉ giảm 1,82 điểm, tương ứng với 0,15%. Số mã giảm nhiều hơn một chút so với số mã tăng. Tuy nhiên, đối với chỉ số VN30 thì phiên ngày hôm nay vẫn duy trì một cái đà tăng duy trì một đà tăng và biến động ở quanh vùng tham chiếu. Ngày hôm nay các cổ phiếu tác động đến điểm số tăng như là Mansan, SSI, MVKG, Sabeco, Hòa Phát, BVH, STB là các cổ phiếu mà tác động đến điểm số tăng. Ngày hôm nay VRE điều chỉnh khá lớn này, VHM này, BIT này, VIX này là những cái cổ phiếu mà tăng ở những phiên ngày hôm trước, ngày hôm nay điều chỉnh làm cho thị trường của chúng ta ở mức đỏ. Tuy nhiên, Thế thấy rằng đó là về xu hướng và trạng thái của thị trường chung hiện tại thì không có gì thay đổi. Các anh chị có nhớ không ạ? Đó là phiên thứ 6 vừa qua là một cái phiên điều chỉnh hơn 13 điểm đúng không ạ? Và Thế đã nhận định phiên đó là một cái phiên rũ bỏ với rất nhiều những cái quan điểm và luận điểm. Và sau cái phiên rũ bỏ thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta tăng rất tốt ở trong thời gian vừa qua đúng không ạ? Và xuất hiện 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Thế xin bật đồ thị để các anh chị có thể theo dõi rõ hơn. Thì sau cái phiên điều chỉnh ngày hôm đó thì chúng ta thấy rằng đây là một phiên điều chỉnh thứ 6 này. Thì sau phiên điều chỉnh ngày hôm đó thì thị trường của chúng ta có 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Và như ngày hôm qua Thế chia sẻ với các anh chị, đó là thị trường trong những cái phiên tới rung lắc điều chỉnh là những cái trạng thái rất bình thường. Và trong cái thời điểm này Thế thấy rằng rất nhiều nhà đầu tư chúng ta đang có lời rồi. Chúng ta rất muốn chốt lời và rất muốn là bán cổ phiếu ra đúng không ạ? Nhưng quan điểm của Thế trong suốt cái thời gian vừa qua, khi thị trường từ 1140, 1150 thì đã khuyến nghị các anh chị là chỉ mua và nắm giữ, chưa khuyến nghị các anh chị bán. Nhưng có thể trong thời gian tới là thị trường của chúng ta lên 1280, 1300. Nếu có những cái tín hiệu tiêu cực thì Thế sẽ khuyến nghị các anh chị là hạ bớt tỷ trọng. Đó là đặc biệt đối với các anh chị ngắn hạn. Có thể chúng ta sẽ canh những cái nhịp điều chỉnh để chúng ta mua lại. Thực ra là điều đó là trong tương lai và chưa xảy ra. Tuy nhiên là Thế thấy rằng là hiện tại là xu hướng vẫn là đang khá là tốt. Nhưng nếu mà lên 1300 có những cái tín hiệu mà tiêu cực thì Thế sẽ báo các anh chị. Còn hiện tại là chúng ta vẫn sẽ kiên nhẫn nắm giữ. Và xu hướng của thị trường chung không có nhiều thay đổi. Đó là thị trường của chúng ta đang rất tốt. Vậy thị trường ở giai đoạn nào? Thì các anh chị có thể nhìn nhỏ ra một chút nhé. Thì Thế đánh giá là thị trường của chúng ta mới trải qua giai đoạn tiêu cực trong năm 2022 và bắt đầu có những cái tín hiệu hồi phục nhẹ trong năm 2023. Và hiện tại là đang có những cái đà tăng khá là tốt. Như Thế đã chia sẻ với rất nhiều các anh chị, đó là thị trường của chúng ta có thể là tích cực và tăng mạnh sau Tết âm đúng không ạ? Và sau giai đoạn Tết âm thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta liên tục tăng ở trong thời gian vừa qua. Và cái mức độ tăng như thế này chưa đáng kể đâu các anh chị nhé. Chưa đáng kể. Và Thế đánh giá nếu xét về một cái xu hướng tăng thì thị trường của chúng ta mới đang ở đầu cái giai đoạn tăng thôi. Và sau đó là còn rất đây. Và giống với cái giai đoạn như này thì thị trường của chúng ta đang gặp cái vùng cản cũ của cái nhịp 1. Cản cũ của nhịp 1 thì hiện tại đây là vùng cản cũ của nhịp 1, đó là quanh vùng 1250 điểm đúng không ạ? Cộng trừ, và hiện tại đang có xu hướng vượt thì thị trường của chúng ta đang ở vùng này. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái nhịp đà tăng tốc mạnh. Và trong bên cạnh đó thì luôn xảy ra những cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ? Điều chỉnh rung lắc và sau đó lại tiếp tục duy trì đà tăng. Và khi nào thị trường chững lại với khối lượng lớn thì lúc đó rủi ro sẽ là cao. Còn hiện tại là Thế đánh giá là phía trước của chúng ta, đặc biệt trong năm 2024 là thị trường của chúng ta có cửa tăng. Và rất nhiều chuyên gia và những nhà đầu tư uy tín cũng đã chia sẻ rằng các tổ chức đúng không ạ, khá là uy tín là năm 2024 thị trường có thể là vươn đến vùng 1500 điểm. Tuy nhiên là Thế đánh giá là cái việc đó có xảy ra hay không thì chúng ta chưa biết vì tương lai mà. Và thị trường của chúng ta luôn có những cái biến động bất ngờ thì chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta không đầu tư theo thị trường chung, mà vấn đề là thị trường chung sẽ là
cái đảm bảo cho chúng ta là có đầu tư được hay không. Và khi vào uptrend thì chúng ta sẽ hoàn toàn thoải mái chúng ta đầu tư được rồi, và xu hướng chưa có gì thay đổi và mới ở giai đoạn đầu của cái giai đoạn tăng ở trong trung và dài hạn thôi. Còn điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải tập trung vào trạng thái của từng cổ phiếu để chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư và xác định một cái chiến lược, đó là tích sản cổ phiếu hoặc là chúng ta sẽ mua và nắm giữ cổ phiếu. Đó là những cái chiến lược mà Thế đã chia sẻ với các anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua. Vậy hiện tại đang ở giai đoạn đầu một xu hướng tăng, và chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu nào là những cái cổ phiếu mạnh? Nếu mà các anh chị nào mà đang nắm giữ những cái cổ phiếu này thì xin chúc mừng tất cả các anh chị. Còn những anh chị nào mà chưa nắm giữ được các cổ phiếu như hiện tại, và đặc biệt là các cổ phiếu mạnh ở trong một cái dòng, thì các anh chị có thể là canh điều chỉnh cơ cấu, hoặc là chúng ta sẽ mở những cái điểm mua mới tại những cái nhịp điều chỉnh của các cổ phiếu hàng đầu. Và bây giờ thì sẽ cập nhật với các anh chị về danh sách các cổ phiếu mạnh. Còn hiện tại chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé, chúng ta mới ở giai đoạn đầu của một chu kỳ mà thôi, còn rất rất nhiều và tiềm năng rất nhiều. Và cái mức target Thế cũng đã dựa theo những cái kinh nghiệm, dựa theo những phân tích, thì Thế cũng đã có những cái target của VN Index cho riêng bản thân mình. Tuy nhiên là cái điều đó Thế sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Còn hiện tại là những cái cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh, những anh chị nào đang nắm giữ thì xin chúc mừng tất cả các anh chị. Bây giờ Thế xin cập nhật với các anh chị như sau. Danh sách các cổ phiếu mạnh. Hiện tại là về dòng ngân hàng thì Thế đánh giá 3 cổ phiếu đang duy trì một cái trạng thái tích cực và vẫn đang là trong một cái xu hướng tăng tốt, chưa có hiện tượng phân phối xảy ra. Và đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng như là các cổ phiếu trụ, đúng ạ, và là các cổ phiếu mà đảm bảo bảo kê bảo lãnh cho thị trường chung của chúng ta. Và khi dòng ngân hàng tăng thì VN Index có thể là sẽ tăng rất là mạnh. Và dòng ngân hàng thì Thế đánh giá 3 cổ phiếu đó là MBB, CTG và ACB. MBB là cái cổ phiếu mà chia sẻ với anh chị, đó là hiện tại cổ phiếu đang xử lý những cái vùng cản, đó là vùng đỉnh lịch sử của MBB trong năm 2021 và 2022, đúng không ạ? Đây là những cái vùng đỉnh lịch sử và cổ phiếu đang xử lý ở cản ở những cái vùng này, và xu hướng tăng vẫn là một cái xu hướng tăng khá là tích cực nhé. Theo Thế đánh giá là xu hướng tăng khá là tích cực, ngắn hạn thì đang tích lũy, thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn nhé. Còn mua mới đối với các cổ phiếu này thì hiện tại là hết rồi. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu CTG, cũng tương tự như MBB thì cổ phiếu CTG đang duy trì một cái đà tăng khá tốt và đang gặp vùng cản của năm 2021. Đây là những cái vùng đỉnh lịch sử đang xử lý cản tại vùng này, còn ngắn hạn đang có xu hướng là tích lũy trở lại nhé. Còn các anh chị đang nắm giữ kiên nhẫn mua mới thì vùng này là hết những cái điểm mua mới của chúng ta rồi. Tiếp theo là cổ phiếu ACB. ACB là một cái cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử rồi và hiện tại đang là mức giá cao nhất ở trong lịch sử nhé, không còn cản đối với cổ phiếu ACB nữa. Và cổ phiếu cũng như MBB và CTG vẫn đang duy trì một cái đà tăng khá tốt, và Thế đánh giá rằng các cổ phiếu dòng ngân hàng đang vào trend và xu hướng vẫn tốt và chưa có những cái trạng thái phân phối xảy ra. Các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn. Còn dòng bất động sản khu công nghiệp, hai dòng cổ phiếu đã vào sóng và xác nhận rõ sóng ở trong cái giai đoạn vừa qua, đó là dòng ngân hàng và dòng bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên là trong những thời gian về đây thì chúng ta thấy rằng luân phiên các cổ phiếu bùng nổ, và chẳng hạn như là dòng chứng khoán, dòng thép, dòng thủy sản, dòng cảng biển và rất nhiều các cổ phiếu dòng khác, đúng không? Nhưng cái sự đồng thuận của toàn dòng là chưa có, và điều của chúng ta là chúng ta cần phải nắm được những cái keyword, nắm được những cái cổ phiếu đang mạnh nhất trong dòng, và chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu đó thay vì chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu hạng 2, hạng 3 của dòng đó. Dòng bất động sản khu công nghiệp có GVR, SSC, IDC và PSR cũng đang cho những cái trạng thái rất là tốt. Hiện tại GVR chúng ta thấy rằng cổ phiếu vừa qua đây là một cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngắn hạn đối với các cổ phiếu dòng bất động sản, và cổ phiếu này trong rổ VN30 thì khi cổ phiếu này tăng thì cũng tác động rất là tích cực đối với điểm số ở thị trường. Thì hiện tại GVR có xu hướng, Thế đánh giá là đang có xu hướng tích lũy trở lại. Với cái khối lượng lớn như này để cổ phiếu bứt phá ngay thì sẽ cần thêm một chút thời gian nữa. Còn điểm mua ngắn hạn đối với GVR hiện tại là không có nhé. Hiện tại các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn nhé. Tiếp theo đó là SSC. SSC có một cái trạng thái đó là vượt qua, bản thân của SSC chưa tăng nhiều từ cái vùng nền tảng dưới.
Thế đã khuyến nghị các anh chị đối với cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp từ khá sớm đúng không ạ? Các anh chị có thể mua ở vùng này, mua ở vùng này. Và đây mới là một cái nhịp tăng đầu tiên, nhịp ngắn. Hiện tại đang có xu hướng tích lũy trở lại, ngày hôm nay rung lắc, rũ bỏ, có những cái trạng thái test lại. Cuối phiên lại đóng cửa mức giá quanh tham chiếu đó cũng là khá là tích cực. Nhìn chung nhịp này đang là nhịp tích lũy. Nhưng các anh chị nếu mà các anh chị muốn mua gia tăng ở vùng này thì các anh chị cần lưu ý là ở vùng dưới chúng ta mua 10, ở vùng trên này thì chúng ta chỉ mua gia tăng 2 đến 3 thôi để cái giá trung bình của chúng ta không tăng quá lớn. Nếu mà giá trung bình của chúng ta tăng quá mạnh thì nếu cổ phiếu điều chỉnh thì sẽ gây ra cái trạng thái áp lực. Còn về xu hướng vẫn đang giữ một cái xu hướng tăng khá tốt nhé. Tiếp theo là IBC cũng vậy, cuối phiên ngày hôm nay còn đóng cửa mức giá xanh cao nhất trong phiên đúng không ạ? Và những cái khối lượng này là những cái dòng khối lượng thể hiện dòng tiền lớn, nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư tổ chức, họ đã tham gia cổ phiếu tại những cái vùng như thế này rồi. Và những cái trạng thái này là những cái trạng thái rung lắc rũ bỏ ở trong ngắn hạn thôi và khối lượng cũng không quá lớn, thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn nhé. Tiếp theo là PSR thì trong ngày hôm nay thì có cái trạng thái đó là điều chỉnh, không có những cái sự rút chân như SSC hoặc IDC. Khối lượng thì cũng có những cái sự gia tăng, thì thông thường cổ phiếu này sẽ cần thêm cái thời gian tích lũy mà trước khi mà tăng tiếp ở trong thời gian tới. Thế nên là các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn, đó là các cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp. Các anh chị cần lưu ý, đấy là những cái cổ phiếu mạnh. Về dòng chứng khoán có HCM, BSI, STS và MBS. Ngày hôm nay có một cái đặc điểm nổi bật của dòng chứng khoán, đó là cổ phiếu STS đóng cửa mức giá trần. Mặc dù trong phiên là cũng tăng khoảng độ 3-4%, nhưng cuối phiên đó là đóng cửa mức giá trần và ATC. Bản chất của STS là đang bước vào những cái xu hướng tăng nhé. Và đây là những cái phiên mà cổ phiếu đã vào sóng thì thế cũng đã khuyến nghị các anh chị từ những cái nhịp trước. Và dòng chứng khoán này cũng có những cái sự phân hóa, không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng sẽ mua được, mà thế đã cập nhật cho các anh chị những cái cổ phiếu mà đang tích lũy và vượt đỉnh, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm nhất. HCM cũng là một trong những cổ phiếu vượt đỉnh vùng này, có những cái sự rung lắc, ngày hôm nay khối lượng cũng hơi cao thì xu hướng đang tích lũy trở lại nhé. Đây cũng là những cái cổ phiếu mạnh. Và bản thân thì đánh giá là HCM vùng này, nếu mà các anh chị canh những cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta vẫn có thể chúng ta mua gia tăng, và chúng ta cần phải lưu ý một chút là chỉ trọng nhé. MBS vẫn đang tích cực nhé, đi lên tích lũy với khối lượng ở mức trung bình thì vẫn là đang tích cực. Tiếp theo là cổ phiếu của dòng chứng khoán, đó là cổ phiếu BSI, cũng đang có những cái trạng thái tích lũy, ngày hôm nay cũng tăng nhẹ đúng không ạ? Ngày hôm nay cổ phiếu này cũng tăng nhẹ và cuối phiên khối lượng cũng gia tăng, thì nhìn chung nhịp này đang tích lũy và các anh chị đang nắm giữ thì là chúng ta tiếp tục kiên nhẫn. Đó là những cái cổ phiếu mà thì đánh giá dòng chứng khoán là những cái cổ phiếu mạnh nhất. Những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu đó chúng ta kiên nhẫn, còn các anh chị nào chưa có thì chúng ta có thể canh mua mới hoặc là canh mua gia tăng, và lưu ý một chút về phần tỷ trọng. Tiếp theo đó là về dòng thép. Dòng thép thì hiện tại ngày hôm trước thì chúng ta thấy rằng hôm thứ ba đúng không ạ, đó là cái cổ phiếu Hòa Phát là một cái cổ phiếu mà đã xác nhận là bước vào một cái xu hướng tăng mới đúng không ạ, và đang tăng mới. Và khi mà khối lượng đã tham gia như này, đây là mô hình hai lần khối lượng lớn mà Thế đã chia sẻ với các anh chị rất nhiều, và cái mô hình này có cái xác suất thành công rất là cao đúng không ạ. Ngày hôm nay cổ phiếu hàng về đúng không ạ, hàng về nhưng cổ phiếu cũng không có những cái sự rung lắc quá mạnh mà cuối phiên vẫn có những cái trạng thái đà tăng tốt. Thì lưu ý với các anh chị là cổ phiếu này đang vào sóng rồi thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kiên nhẫn nhé. Đây là cổ phiếu mà bứt phá vượt đỉnh, và hiện tại trong dòng thép thì Hòa Phát tích cực hơn cả Nam Kim và Hoa Sen khi đã vượt đỉnh rồi. Và cổ phiếu thứ hai là trong dòng thép là cổ phiếu mạnh, đó là cổ phiếu VGS. Đây cũng là một cái cổ phiếu đã vượt đỉnh ở trong cái thời điểm hiện tại nhé. Còn Nam Kim và Hoa Sen chưa vượt đỉnh, là những cái cổ phiếu mạnh. Thì đối với các cổ phiếu mạnh như thế này thì nếu mà có những cái sự điều chỉnh và có những cái sự rung lắc ở trong những phiên tới thì các anh chị có thể chúng ta sẽ mua gia tăng, hoặc nếu các anh chị nào chưa có thì chúng ta có thể chấp nhận mua mới, vì vấn đề là cổ phiếu cũng chưa tăng quá mạnh so với những cái vùng nền tảng trước đó đúng không ạ. Thì hiện tại là dòng thép mới xác nhận thôi, như là Hòa Phát và VGS thì các anh chị đang nắm giữ thì kiên nhẫn, còn nếu mà các anh chị chưa có thì canh điều chỉnh rung lắc chúng ta sẽ tham gia thêm. Và cổ phiếu này cũng đã xác nhận vào sóng nhé. Chẳng hạn như là các cổ phiếu dòng bất động sản, dòng ngân hàng đã chạy 2 nhịp thì dòng bất động sản khu công nghiệp mới chạy 1 nhịp, còn các cổ phiếu dòng thép thì mới xác nhận, thế nên là điều chỉnh rung lắc chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia được. Tiếp theo về dòng thủy sản là vừa qua
là cũng mới xác nhận là bước vào sóng nhá. Các anh chị nhá, lưu ý là dòng thủy sản mới xác nhận vừa bước vào sóng. Và phiên này thì cũng đã khuyến nghị các anh chị, đây là một cái phiên điểm mua chuẩn của chúng ta. Đây là, và sau khi cổ phiếu hàng về thì đó là cũng đã duy trì một cái đà tăng khá tốt. Có thể Hòa Phát ngày hôm nay ở vùng này thì mai Hòa Phát lại kéo tiếp. Khi Hòa Phát kéo thì gần như là sự tích cực của thị trường rất lớn và có thể lại kéo điểm số của thị trường gia tăng. Thì nhìn chung là sau phiên điểm mua mà chúng ta thấy rằng cổ phiếu liên tục tăng như thế này, đó là những cái trạng thái rất tốt nhá. VHC cũng đã bước vào sóng rồi nhá, cổ phiếu của dòng thủy sản nhá. Ngoài ra dòng thủy sản thì chúng ta có ANV nữa cũng đã xác nhận. Tuy nhiên là ANV có một cái điểm trừ, đó là chưa bứt phá được vượt đỉnh nhá. Thì nếu mà lựa chọn thì VHC vẫn là lựa chọn tốt hơn. VHC bản chất là mới bứt phá khỏi những cái vùng nền như này, hiện tại ngày hôm nay cũng tăng mạnh rồi, thì nếu có điều chỉnh sâu thì chúng ta mới có thể mua mới được. Còn nếu mà không, mà cổ phiếu mà mua mới hoặc mua gia tăng, còn nếu mà cổ phiếu tăng luôn thì chúng ta hết cái điểm mua của chúng ta rồi. VHC, ANV của dòng đó là dòng thủy sản cũng mới xác nhận vào sóng nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cổ phiếu đã vào sóng. Tiếp theo đó là cổ phiếu dòng cảng biển. Dòng cảng biển có HAH và GMD. HAH và GMD là những cái cổ phiếu mà Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị từ hôm trước rồi. Chúng ta mua trước khi mà cổ phiếu có những cái trạng thái bùng nổ xảy ra. Và ngày hôm nay cũng có những cái trạng thái tích lũy trở lại đối với cổ phiếu HAH. Thì nhìn chung vùng này có thể sẽ mất thêm thời gian tích lũy, nhưng cổ phiếu cũng đã có những cái trạng thái tích cực rồi. Các anh chị đã mua rồi, chúng ta kiên nhẫn nhé. Dòng cảng biển Thế đánh giá cũng đã bước vào một cái sóng mới và xác nhận sóng mới nhá. GMD thì tích cực hơn đúng không ạ? Các anh chị thấy rằng đây phiên ngày hôm nay tăng rất mạnh và cuối phiên ngày hôm nay cũng đóng cửa ở mức giá cao. Tuy nhiên là khối lượng ở mức thấp thì có thể sẽ rung lắc và test lại. Nhưng nhìn chung cổ phiếu này cũng đã vào sóng rồi. Các anh chị cái phiên hôm trước, nếu mà các anh chị trong Zoom thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị khá rõ khi cổ phiếu này đã xác nhận vào sóng và các anh chị cần canh mua. GMD thì Thế đã cập nhật và pick cho các anh chị từ tuần trước rồi. Các anh chị, nhiều các anh chị đã mua được vùng giá tốt, thì hiện tại chúng ta vẫn kiên nhẫn kỳ vọng ít nhất là ngoài 8x nhá. Đó là đối với các cổ phiếu của dòng cảng biển. Dòng nhựa có BMP và nhựa Tiền Phong. BMP thì đây là những cái cổ phiếu mà Thế đã pick cho các anh chị từ vùng nền. Từ vùng nền, khi cổ phiếu đang tích lũy thì Thế đã pick cho các anh chị từ vùng nền. Và sau khi đó là cổ phiếu tăng liên tục, ngày hôm nay cũng khá tốt này. Các anh chị thấy rằng phiên tăng này, đó là khối lượng tham gia rất là tích cực. Phiên điều chỉnh khối lượng thấp và dòng tiền vẫn đang tham gia tích cực. Cổ phiếu đã vào sóng rồi thì duy trì một cái xu hướng tăng tích cực, xác suất cao sẽ còn cái nhịp tăng khá tốt ở trong thời gian tới. Nhựa Tiền Phong là cũng đây là những cái phiên xác nhận, lưu ý các anh chị xác nhận điều chỉnh này và đang bước vào một cái xu hướng tăng. Thì hai cổ phiếu của ngành nhựa cũng đang khá tốt này. Tiếp theo là những cái cổ phiếu của ngành dầu khí PVD, như Thế đã chia sẻ ngày hôm qua, đó là PVD của chúng ta cũng đã bước vào sóng rồi. Sau phiên tăng mạnh thì đã có những cái sự rung lắc, như các anh chị thấy rằng khối lượng thấp, ngày mai có thể rung lắc tiếp. Nhưng hiện tại khi mà cổ phiếu này đã vào sóng rồi và cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu mạnh nhất trong dòng nhé. Các cổ phiếu chẳng hạn như là PVS thì đang test lại một chút, thì có thể sẽ ngày mai cũng sẽ hồi phục trở lại, hoặc là PVC, PVB. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào đang nắm giữ ở vùng này thì chúng ta kiên nhẫn nhé. Đối với cổ phiếu này xác suất cao sẽ lại tiếp tục duy trì đà tăng, nhưng mà mạnh nhất vẫn là PVD, cổ phiếu mạnh nhất của dòng dầu khí là PVD. Tiếp theo đó là dòng bất động sản. Bất động sản ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là những cái sự tích cực của dòng bất động sản. Ngày hôm nay như là KDH của chúng ta đã duy trì ở cái mức tăng trần từ khá sớm đúng không ạ? KDH đây là một phiên mà xác nhận cổ phiếu này bước vào sóng nhé. Đây là mô hình hai lần khối lượng lớn đúng không? Chúng ta đã gặp ở trong thời gian vừa qua rất là nhiều rồi. Thì những cái mô hình này với xác suất thành công rất là cao. KDH là một cái cổ phiếu mà cũng đã vượt đỉnh rồi, vượt đỉnh trong ngắn hạn rồi và xu hướng đang bước vào một cái xu hướng tăng tốt nhá. Xác nhận bước vào sóng nhá, lưu ý các anh chị nhá. Nam Long thì hiện tại là yếu hơn một chút khi mà chưa vượt đỉnh, nhưng mà khối lượng như này cũng là những cái khối lượng mà trạng thái là tích cực nhá. Dòng tiền tham gia, cổ phiếu ngày mai nếu mà xác nhận vượt đỉnh thì đó là những cái phiên mà xác nhận. Dòng bất động sản thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị mua PR. PR giả sử là chúng ta vẫn mua tầm khoảng độ là 1/3 cổ phiếu thôi và chúng ta vẫn chờ một cái phiên xác nhận. Khi phiên xác nhận, các anh chị không quan trọng là chúng ta mua giá trần hay là mua giá bình thường, mà vấn đề là xác nhận là cổ phiếu sẽ tăng. Và khi xác nhận như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng tăng tầm 20 đến 30%. Thế nên là chúng ta không cần quá căn ke về mức giá,
mà khi xác nhận là chúng ta sẽ mua thôi. Chúng ta sẽ mua lấy vị thế trước đối với cổ phiếu dòng bất động sản như là PR hoặc Nam Long. Riêng KDH nếu mà các anh chị có mua thì chúng ta sẽ mua đủ khối lượng ở trong phiên ngày hôm nay, vì ngày hôm nay cổ phiếu này đã xác nhận là bước vào một cái sóng tăng rồi. Còn PR và Nam Long thì sẽ là yếu hơn một chút. Tiếp theo đó là các cổ phiếu dòng công nghệ và hóa chất. Công nghệ có FPT và hóa chất có DGC thì các cổ phiếu này vẫn đang khá là tốt nha. Lưu ý các anh chị là đang khá là tốt, và hiện tại chẳng hạn FPT trong ngắn hạn có thể kỳ vọng 120, vùng này vẫn đang khá là tốt nha. Các anh chị lưu ý những phiên tăng, khối lượng gia tăng, những phiên điều chỉnh với khối lượng rất là thấp này, hoặc là cổ phiếu dòng hóa chất DGC này vẫn liên tục tăng sau cái phiên xác nhận nha. Và những cái mô hình cốc tay cầm kéo dài từ 5 đến 6 tháng như này thì chúng ta kỳ vọng ít nhất là tăng từ 20-30% trong ngắn hạn, trong trung và dài hạn thì có thể tăng từ 50 hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa. Thế nên là cái đây mới là xuất phát ở cái giai đoạn đầu của chu kỳ tăng thôi. Chúng ta đã mua và chúng ta sẽ kiên nhẫn. Thì thế xin tổng kết lại với tất cả các anh chị như sau về những cái cổ phiếu mạnh. Nếu mà các anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu như thế này thì thế xin chúc mừng tất cả các anh chị, và chúng ta chỉ có mua và kiên nhẫn. Giai đoạn trước thì chúng ta thấy rằng chỉ có hai dòng ngân hàng và bất động sản, và bất động sản khu công nghiệp vào sóng. Nhưng giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng thêm dòng chứng khoán, dòng thép, dòng thủy sản và rất nhiều các cổ phiếu dòng bất động sản này, dòng cảng biển này, dòng nhựa này, dòng dầu khí này, dòng công nghệ và dòng hóa chất, đúng không ạ? Đó là những cái sự luân phiên tạo của các cổ phiếu vào sóng. Thì lưu ý các anh chị nhé, thì đây là những cái cổ phiếu hàng đầu. Khi mà các cổ phiếu sau hạn 2, hạn 3 mà chưa chạy cũng như là chưa chạy mạnh thì thị trường của chúng ta vẫn chưa có quá nhiều rủi ro đâu. Nhưng để hiệu suất cao nhất là chúng ta cần phải tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu để chúng ta mua và nắm giữ. Nếu chúng ta chưa có thì canh những phiên điều chỉnh để chúng ta mua cơ cấu. Chẳng hạn các anh chị chưa có bất động sản khu công nghiệp thì các anh chị canh SSC điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Có những cái mức giá khá tốt thì các anh chị có thể mua gom. Đấy, hoặc IDC ngày hôm nay cũng có những cái trạng thái khá tốt. Đấy là các anh chị cần phải chủ động những cái kế hoạch của mình. Còn Thế sẽ chia sẻ với các anh chị đây là những cái cổ phiếu hàng đầu của thị trường cũng như là của các dòng. Và hiện tại có một điểm tích cực, đó là rất nhiều dòng các cổ phiếu đang dần dần xác nhận bước vào sóng. Thì các anh chị nắm giữ cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng ít nhất tầm 20-30% nữa, khi đó thì chúng ta mới nên chốt lời nhé. Đó là Thế sẽ đã chia sẻ với các anh chị về danh sách các cổ phiếu mạnh nhất ở trong thời điểm hiện tại và khi thị trường của chúng ta vẫn đang khá là tích cực nhé. Thì các anh chị đang mua chủ đạo, cái nghĩa là Thế đã nhắc đi nhắc lại với các anh chị rồi, đó là nhịp mua chủ đạo trong nhịp này là chúng ta mua và nắm giữ. Còn đối với các anh chị đầu tư chung và dài hạn thì Thế dùng một cái từ khác, đó là từ tích sản cổ phiếu. Các anh chị thấy điều chỉnh, các anh chị thấy về những vùng hỗ trợ thì chúng ta lại mua gom dần, mua gia tăng tỷ trọng. Và nếu mà các anh chị có một cái bức tranh nhìn dài hơn thì chúng ta sẽ có năm 2024, 2025, 2026 có thể sẽ là những cái năm mà thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ rất tích cực và bước vào một cái trend tăng mới. 2027 chúng ta bắt đầu lưu ý hơn về thị trường, có thể là trong cái quá trình 2027 thị trường đã có những cái trạng thái bão hòa và đạt đỉnh cũng như xu hướng của nền kinh tế. Còn hiện tại chúng ta mới đang ở giai đoạn của hồi phục thôi, khi mà đã bước qua vùng đáy của năm 2022 và đầu 2023 thì bây giờ chúng ta mới ở giai đoạn đầu. Và Thế nhấn mạnh với tất cả các anh chị, đó là nếu các anh chị nào tích sản cổ phiếu đầu tư chung và dài hạn thì hiện tại chúng ta nên lựa chọn cái giải pháp đó là mua và nắm giữ cho đến hết chu kỳ thì chúng ta mới bán. Hết chu kỳ có thể là 2 năm, 3 năm thì Thế tin rằng đó là cái mức lợi suất của các anh chị sẽ rất cao, và đương nhiên là chúng ta sẽ bỏ qua những cái nhịp điều chỉnh và những cái nhịp rung lắc của cổ phiếu nếu mà các anh chị có những cái tầm nhìn dài hơn. Còn đối với các anh chị ngắn hạn thì chúng ta sẽ bám theo sóng, và khi nào có những cái sự phân phối xảy ra ngắn hạn thì có thể chúng ta sẽ hạ bớt 50% danh mục và canh những cái nhịp hỗ trợ chúng ta mua trở lại. Thì Thế sẽ cập nhật với những cái tín hiệu cụ thể với tất cả các anh chị. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của Thế ngày hôm nay, và xin chúc cho tất cả các anh chị giữ được các cổ phiếu hàng đầu để chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị.